Rất vui được gặp lại quý anh chị, quý hàng cũng như các anh chị đầu tư đã quay lại với video tiếp theo của nhà đất Hồng Sơn. Buổi chiều tối hôm nay mình đang có mặt tại phường Tân Bình thuộc thành phố Dị An, tỉnh Bình Dương, gần với vòng xoay An Phú, gần với khu du lịch Hố Lang, gần với con đường Nguyễn Thị Tươi. Căn nhà hôm nay em giới thiệu cho quý vị có diện tích là chiều ngang 5m, chiều dài 23m, tổng diện tích là 115m2. Nhà này có hướng chính bắc, nhà góc hai mặt tiền, vị trí kinh doanh buôn bán, mở văn phòng công ty. Căn nhà này có con đường bên hông rộng 4m đúng, và con đường phía trước nhà mình là một con đường nhựa rộng khoảng 8m thông. Đây là con đường nhựa phía trước nhà mình nhé, đường rộng 8m. Ở đây mình có thể kinh doanh buôn bán này, ở đây có tạp hóa này, phía dưới đây có quán cà phê, quán nhậu ở đây nhé. Quý vị mình xem lại mặt tiền căn nhà một lần nữa này. Mặt tiền đường thông buôn bán nhé. Mặt tiền được chủ nhà thiết kế theo dạng máy thái hình chữ A. Cổng được chủ nhà lợp ngói. Bây giờ mình sẽ di chuyển tới chính diện căn nhà để quý vị mình xem. Công năng sử dụng gồm gara đậu xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 3 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ. Đặc biệt nhà này có thêm một phòng ngủ ở dưới nhé. Quý vị nào đang có nhu cầu cần phòng ngủ ở dưới thì căn nhà này là rất hợp lý rồi. Ngang 5, dài 23. Đường thông thoáng này. Đây có tiệm thuốc tây nữa này. Đường nhựa nhé. Cửa chính ở đây được chủ nhà làm một lớp cửa sắt 4 cánh, được chủ nhà sơn màu đen. Cột cổng hai bên được chủ nhà ốp đá đầy đủ nhé. Sân đậu xe hơi được chủ nhà lót gạch giả đá nhám, rất là đẹp nha. Cửa chính ở trong thì được chủ nhà làm bằng cửa nhôm sinh pha, kết hợp với kính cường lực trong suốt. Mặt tiền chủ nhà thiết kế sơn chủ đạo tông màu trắng, rất là đẹp. Bây giờ mình cùng di chuyển vào trong. Chủ nhà thiết kế dạng không gian mở, cầu thang mở luôn, một phong cách rất là trẻ trung nhé. Sàn thì được chủ nhà lót gạch bóng kiến giả đá loại 1 khổ 80, màu sáng nhé. Vách hai bên được chủ nhà ốp cao tầm khoảng 1m6, rất là sạch sẽ nha. Hai bên được chủ nhà trang trí các bức tranh này. Phía trên mình có thêm hệ thống trần chỉ thạch cao, hệ thống đèn led, đèn chiếu sáng ở trần nhà nhà mình. Ở đây có quạt trần nằm giữa phòng khách, quạt Panasonic nhé. Không gian mở, bây giờ mình vào trong tham quan không gian phòng bếp cũng như phòng ngủ ở dưới, cũng như phòng giặt. Ở đây có tranh bằng gỗ bản đồ Việt Nam. Quý vị nào ở tỉnh nào ở đây thì có thể đọc comment cho mình ở phần bình luận ở dưới nhé. Hòn đảo Trường Sa và Hoàng Sa này, Phú Quốc này, Hà Nội này, Thành phố Hồ Chí Minh này. Ở đây mình có không gian phòng bếp rất là rộng rãi. Chủ nhà đóng hai dàn tủ sồi trên và dưới. Ở đây có thêm tủ rượu mini ở đây, rất là đẹp nha. Vách thì được chủ nhà ốp kiến cường lực sơn màu xanh. Phía trên mình có thêm hệ thống trần chỉ thạch cao, hệ thống đèn led, quạt trần thoáng mát ở không gian phòng bếp nhà mình. Không gian ở dưới đây mình kê tủ lạnh hai cánh thoải mái, kê thêm máy nước uống ở đây. Và ở đây mình để một bộ bàn ăn 6 ghế đến 8 ghế thoải mái ở đây nhé. Bên hông này có thêm cửa sổ thoáng mát này. Di chuyển về phía cuối căn nhà, ở đây mình có một phòng ngủ ở dưới này. Phòng ngủ trong đây chủ nhà lót gạch giả gỗ nhé. Cửa chính được chủ nhà làm bằng cửa gỗ sồi tự nhiên, rất là đẹp. Phòng ngủ rộng rãi ở tầng trệt. Quý anh chị nào đang có cha mẹ người lớn tuổi hoặc nhà có con nhỏ thì căn nhà này là sự lựa chọn mình nên cân nhắc nhé. Bên đây có cửa sổ, cửa lỗ hai cánh bên đây.
Ở phía cuối căn nhà mình có thêm một lớp cửa đi một cánh này. Nhà hai mặt tiền, chủ nhà thiết kế thêm một cửa đằng sau nhé. Đây là phòng vệ sinh ở cuối căn nhà, rất là rộng rãi. Chủ nhà để chiều dài của phòng vệ sinh này tầm khoảng 3,5 m, chiều ngang tầm khoảng 2 m, rất là rộng. Có vòi tắm đứng sân thuyền, bàn cầu đúc tô tô, chậu rửa mặt xinh xắn ở đây. Quý anh chị nào đang có tầm tiền phân khúc tầm 3 tỷ hơn 3 tỷ thì hãy liên hệ với em Sơn để dẫn đi xem căn nhà này. Khu vực này em đang có 4-5 căn, giá đang dao động từ 2,6 tỷ cho đến là hơn 3 tỷ. Như căn nhà quý vị đang xem đây đang được chủ nhà chào với mức giá là 3,3 tỷ đồng, vẫn còn được thương lượng trực tiếp anh chị chủ nhà nhé. Quý anh chị nào có nhu cầu đi xem thì hẹn gặp em ở cuối đường Lê Hồng Phong hoặc đường Nguyễn Thị Tươi hoặc vòng xoay An Phú, em sẽ dẫn vào xem. Nhà rất là đẹp nha. Giá chỉ có 3,3 tỷ, ngang 5, dài 23, hướng chính Bắc. Cầu thang rất là rộng này, hai người đi tránh nhau thoải mái nhé. Được chủ nhà làm bằng đá hoa cương đen kim sa, tay vịn gỗ gõ đỏ và kiến cường lực rất là đẹp. Quý anh chị đang xem, nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được những thông báo, những video mới nhất mà em đăng lên hàng ngày để cho quý vị mình tham khảo nhé. Hoặc quý anh chị nào đang có nhu cầu xây nhà sắp tới mà có miếng đất ngang 5, dài tầm hơn 20 như thế này thì có thể theo dõi kỹ video của em. Nếu thấy hợp lý mình có thể áp dụng xây theo. Lên lầu trên mình có phòng sinh hoạt chung ở đây. Ở đây mình có thể làm phòng khách thứ hai, kê bàn ghế, nệm sofa, ngủ cà phê hoặc bàn làm việc, bàn học tập cho các cháu ở đây nhé. Trần thạch cao, rất là đẹp. Cửa sổ bên hông này. Trên đây mình có phòng ngủ thứ hai ở lầu trên. Tất cả phòng ngủ đều được chủ nhà dán gạch giá gỗ nhé. Phòng ngủ này có cửa lùa bên hông luôn này. Căn nhà này có hướng đông bắc. Hướng đông bắc nhé thưa quý vị, không phải là hướng bắc đâu. Quý anh chị nào đang có mệnh đông tây tứ trạch thì có thể theo dõi căn này. Trên đây mình có phòng vệ sinh thứ hai ở lầu trên, rất là rộng. Đây có đường lên trên này để kiểm tra đường nước này. Cửa sổ bên hông. Ngang 5, dài 23, tổng là 115 m². Hướng đông bắc, căn nhà này đang được chủ nhà kêu với mức giá là 3,3 tỷ, nhà hai mặt tiền. Giá vẫn còn thương lượng nhé. Anh chị nào đang có tầm tiền từ 2,6 tỷ cho đến hơn 3 tỷ ở khu vực Tân Bình của Dĩ An, Bình Dương, em đang có vài căn chủ đang gửi bán. Quý vị có thể liên hệ với số điện thoại của em, số 0973 114 255. Alo cho em sẽ dẫn đi xem nhé. Đây là phòng thờ này. Phòng thờ rộng rãi nhé. Ban công phía trước. Nhà rất là đẹp. Giá chỉ có 3,3 tỷ thôi. Cảm ơn quý anh chị khách hàng đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây.